Dạ, chào anh chị em đang xem kênh Nâng Lợi TK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiểm Hùng Hằng mình về đủ loại cây ha. À, nào là quýt ngọt, rồi thần kỳ, rồi sâm trái, hồng ngọc sâm trái, mai chiếu thủy, khế gân để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại của vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Trong thời gian qua mình cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ, nhiệt tình và ủng hộ kênh ha. Bây giờ mình vô mã số 1. Mã số 1 là cho anh chị em tham khảo. Mã số 1 là cây cây tách ngọt. Cây tách này mình ăn cả ruột lẫn vỏ luôn anh chị em. Trái chín này là ngọt, là mình ăn ngọt rồi anh chị em ơi. Tách ngọt này dùng là dùng chợ Lách Bến Tre là có nha anh chị em. Rồi để mình đo chiều cao. Dạ, chiều cao là 62. Cái tán ngang là 75. Cây này quá trời trái, cây này thuần chậu nha, mình mới bứng về. Dạ, hoành thân là 7. Này có đế nha, mình đóng lắp đế rồi. Cây thân gỗ dễ xếp đi anh em ơi. Nếu mà xếp đi đường xa, trái chín thì nó có rụng mà không có sao anh em. Về cây đâm chồi sống khỏe à. Dạ, mã số 1. Giao lưu với anh em là 800.000 cũng bao xếp có toàn quốc ha. Mình đổi cây. Tiếp tục là mã số 2. Mã số 2 là cây thần kỳ. Cây thần kỳ này sống thuần chậu nè, cây đơm bông dữ lắm anh chị em, về là nó cho trái đó. Cây thần kỳ này cũng dễ trồng dễ sống lắm. Dạ, chiều cao là 70. Tán ngang là 54. Cây hoành thân là 7. Và mã số 2 giao lưu với anh em là 400.000 cũng bao xếp có toàn quốc. Tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 cũng là cây thần kỳ luôn. Cây sống khỏe thuần chậu rồi. Cây nào cũng có bông hết nha. Dạ, chiều cao là 52. Cái tán ngang là 59. Cái thân là 7 phần. Dạ, mã số 3 giao lưu anh em cũng là 300.000 mình đổi cây. Tiếp tục là cây mã số 4. Mã số 4 là cái cây phôi hoa lài anh chị em. Hoa lài bông thơm, bông trắng. Cây phôi này về là bắt đầu nó có bông nè anh em. Đó, nó đương chỗ bông nè. Cái chỗ hoa nụ hoa nó nè. Đọt nào cũng có hết trơn á. Đó, đọt nào cũng có bông, có chỗ hoa hết trơn, bông trắng. Anh chị em nào không biết mặt qua lại kết bạn mình gửi cho xem ha. Chiều cao là 74. Và hoành thân 13. Đó, đế một cục luôn anh em ơi. Và mã số 4 giao lưu với anh em là 450.000 cũng bao xếp tốt toàn quốc ha. Tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 cũng là phôi qua lại luôn. Đó, cây đâm chồi sống khỏe luôn. Qua lại là miền Bắc nó kêu là qua nhài đó nha anh em. Chiều cao là 54. Hoành thân là 16. Đó, đế nở ha. Dạ, mã số 5 giao lưu với anh em là 500.000. Đổi cây. Tiếp tục là mã số 6. Mã số 6 là cây sam gạo nha anh chị em. Đương cho qua. Chiều cao là 42, tán ngang là 42. Cái eo là 11. Cái củ là 26. Cây thuần chậu luôn. Lúc xếp đi mình bó bầu gốc chậu ha. Và mã số 6 giao lưu với anh em là 400.000 đổi cây.
Tiếp tục là mã số 7. Số 7 là phôi khế gân, đã vô, đã định hình được hai nước dây rồi ha. Lượng khế gân ở Bình Tân là sắp cạn anh em ơi. Dạ, chiều cao là 49 á. Tán ngang là 59. Dạ, hoành thân là 27. Cái này cũ nở ha. Dạ, cũ là 42. Khi đi cũng mình cũng ép tàn một chút anh em. Dạ, mã số 7 giao lưu với anh em là 800.000. Cũng bao xếp có toàn quốc ha. Tiếp tục là mã số 9. Ủa, tiếp tục là mã số 8 nha anh chị em. Sao mình hay quên hoài à? Đó, cây thuần chậu rồi. Cái này là cây sam sông Hình. Dạ, chiều cao là chiều cao là 22. Cái tán này là 37. Mình đo ngay thân co của nó là 20. Cây thần chậu sống khỏe. Dạ, mã số 8 giao lưu với anh em là 600.000. Cũng bao xếp toàn quốc cho em đối cây. Tiếp tục là mã số 9. Mã số 9 là cây mai chiếu hỷ, cây thuần chậu. Cây này về cắt nước là nó cho qua đó nha. Dạ, chiều cao là 19, cái tán ngang là 31. Cây này cây mini để bàn đẹp anh em ơi. Dạ, hoành thân là 16. Dạ, mã số 9 giao lưu với anh em cũng là 400.000. Tiếp tục là mã số 10, cũng là mai chiếu thủy luôn. Cây thầm phẩm rồi. Chiều cao là 21. Cái tán ngang là 36. Khi đi mình xếp chậu cho anh em luôn. Cái hoành thân là 18 ạ. Và mã số 10 giao lưu anh em cũng là 400.000. Tiếp tục là mã số 11. Là nu mặt khỉ ha. Đợt này mình lên được 2 cây anh em ơi. Mình làm chưa kịp hàng, còn nhiều mình chưa kịp làm đó. Chiều cao là 29 á. Cái eo thì 26. Còn nguyên cái cũ này là 47. Và mã số 11 giao lưu với anh em là 650.000. Cũng bao xếp code toàn quốc ha. Tiếp tục là mã số 12, cũng là nu mặt khỉ. Nu mặt khỉ là cái nu này nó từ ngọn tới gốc. Rồi từ gốc tới ngọn luôn anh em ơi. Dạ, chiều cao là 26. Cái eo 22. Cái này đế đặc không ha. Cái đế này thì 44. Dạ, mã số 12 giao lưu với anh em là 500.000. Tiếp tục mã số 13. Mã số 13 là chăn đỏ lá nhỏ. Nó có cái dáng bye bye ha. Rồi, để mình đo chiều bay. Dạ, chiều bay là 30. Cái hoành thân 15. Và mã số 13 giao lưu với anh em là 400.000. Cũng bao xếp có toàn quốc khi đi rút chậu. Tiếp tục là mã số 14. Là cũng làm phôi chăn đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao là 18. Tán ngang là 23. Cái thân là 14. Đó, đế nở. Và mã số 14 giao lưu với anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 15. Cũng là phôi chăn đỏ. Dạ, chiều cao là 17. Nguyên cái tổng hết. Cái này là 20. Và mã số 15 giao lưu anh em cũng 400. Này lên gặp đi con. Tiếp tục là mã số 16 là một cây, một phôi chăn đỏ và một phôi chăn vàng nha anh em. Mình này bên lên cặp. Dạ, chiều cao cái phôi đỏ này là 27. Cái này là hoành thân 13.
cây chân vàng bên đây là 26, và hoành thân là 10. Cái này về tháng sau là nó đâm chồi ngay bên nó ra bông ha. Và mã số 16 giao lưu anh em là 400, đổi tay. Tiếp tục là mã số 17, cũng là trang tím sen lá nhỏ. Cái này đi là mình xếp chậu này cho anh em luôn. Chiều cao là 16, hoành thân là 14. Và mã số 17 giao lưu cho anh em cũng là 300. Tiếp tục là mã số 18, cũng là phôi tím sen mini. Chiều cao là 15, hoành thân là 13. Giá mã số 18 giao lưu anh em 250 nè. Tiếp tục là mã số 19, cũng là phôi trang tím sen lùng lực. Chiều cao là 12, hoành thân là 16. Giá mã số 19 giao lưu anh chị em cũng 300. Vừa qua cây kiểu Hùng Hằng mình cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ nhiệt tình ha. Và tiếp tục là mã số 20 là chân đỏ lá nhỏ. Cái phôi chân đỏ này cũng sắp đế nhỏ, hồi nhỏ anh em. Và chiều cao là 12, hoành thân là 16, đế đặc không à. Cái đế này là 25. Và mã số 20 giao lưu với anh em là 550 nha. Đổi cây. Tiếp tục là phôi chân đỏ. Cái này mình mới về phôi chân đỏ ha. Mấy cái phôi này mình đã xử lý ha. Về anh em có chốt hàng mình để vậy ha. Để vậy đi rồi trong mát thì đâm chồi sống khỏe rồi. Tiếp tục là mã số 21 chân đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 16, hoành thân là 17, đế nở nè. Và mã số 21 giao lưu anh em 500. Tiếp tục là mã số 22 là chân đỏ lá nhỏ, phôi lùng lực. Và chiều cao là 13, và hoành thân là 18. Và mã số 22 giao lưu anh em cũng 450 nè. Tiếp tục là mã số 23, cũng là chân đỏ lá nhỏ. Cái đế nó nè anh chị em ơi, đế đặc luôn, sắp đế lúc nhỏ hàng chi cây nó mới đẹp. Chiều cao là 14, hoành thân là 16. Và mã số 16 giao lưu, qua mã số 23 giao lưu anh em là 600.000. Tiếp tục là mã số 24 là chân đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 16, hoành thân là 19. Mã số 24 giao lưu với anh em là 650 nè. Đổi cây. Tiếp tục là mã số 25 là chân đỏ lá nhỏ. Đó, sắp đế là cái ghế nó bấu đẹp ha anh chị em. Chiều cao là 15, hoành thân là 15. Mã số 25 giao lưu với anh em 450 nè. Tiếp tục là mã số 26 là chân đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 15, hoành thân là 18. Nguyên cái cũ này là 28. Mã số 26 giao lưu anh em cũng là 650 ngàn. Tiếp tục bây giờ mình lên là xăm trái anh chị em mình. Mình về lô xăm trái ha. Tiếp tục là mã số 27 là phôi xăm trái. Chiều đổ là 30. Và hoành thân là 12. Và mã số 27 giao lưu anh em cũng là 300. Mình lên hàng nhiều gì để cho anh em dễ chốt hàng ha. Tiếp tục là mã số 28. Và chiều đổ là 35. Và hoành thân này là 13.
Dạ mã số 28 Zalo anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 29 là phôi xăm trái dán đổ luôn. Chiều cao là 25. Dạ hoành thân là 10. Dạ mã số 29 Zalo anh em cũng là 300. Dạ tiếp tục là mã số 30 cũng là phôi xanh trái dán đổ ha. Cái này mình mới về, mình bao cây xong sống khỏe luôn. Chiều cao là 21. Cái này nó ăn hết cái mặt ống rồi nha anh em. Cái mặt ống là 19 đó. Và mã số 30 Zalo anh em cũng là 300. Những phôi xanh trái này anh em có chốt hàng mình để trong mát ha, vài hôm mình há đem chừng nào cây đem chồi sống khỏe mới đem ra nắng. Tiếp tục là mã số 31 nè, chiều đổ nó là 24. Cái rễ này nè, cái rễ này cũng ăn hết mặt bầu luôn anh em ơi. Rồi đo không được anh em ơi, đó nó ăn hết cái ống nước này luôn rồi nè. Và tiếp và mã số 31 Zalo anh em cũng 300 đổi cây. Tiếp tục là mã số 32 là phôi xăm trái dán đổ luôn. Cái lô này nó giống giống nhau anh em. Chiều đổ là 23. Dạ, hoành thân là 13. Và mã số 32 Zalo anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 33 cũng là phôi xăm trái dán đổ luôn. Tại vì cái lô này xanh nó già anh em ơi, nó bị móc không có sao hết trơn á. Dạ chiều đổ là 24. Cái ống cái này cũng ăn hết cái ống nước này luôn ha. Ống nước này là 19 anh em. Mã số 33 Zalo anh em cũng là 300. Tiếp tục là mã số 34 cũng là phôi xanh trái luôn. Chiều đổ là 23. Cái này cũng ăn hết mặt ống luôn anh em. Và mã số 34 Zalo anh em cũng 300. Tiếp tục mã số 35 cũng là phôi xanh trái dán đổ. Chiều đổ là 21. Cái này cây này cũng ăn hết mặt ống luôn ha. Mã số 35 Zalo cũng là 300. Trong khi quay clip gì á, nếu mà màn ảnh ảnh nó có gì sơ sót anh chị em á, kết bạn Zalo gửi qua mình sẽ chụp lại ha. Tiếp tục là mã số 36 nè, cũng phôi xăm trái luôn. Chiều đổ là 30. Vành thân 11. Mã số 36 Zalo cũng 300. Tiếp tục là mã số 37 cũng là phôi xăm trái ha. Cái lô này là dán đổ không đó anh em ơi. Chiều đổ là 32. Cái này cũng ăn hết cái ống nước này luôn rồi. Mã số 37 Zalo anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 38 cũng là phôi xanh trái luôn. Cây này mình cũng đã bứng về được nửa tháng rồi, nó đâm chồi vậy đó anh em. Cái cây này về anh em để trong ngoài nắng được rồi. Dạ chiều cao là, chiều đổ là 22. Cái này cũng ăn hết ống nước luôn rồi nè. Mã số 38 Zalo anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 39 cũng là phôi xăm trái luôn. Cái phôi xăm trái này ha anh em mình đã định hình được nước dây rồi nè. À, cái này ha về chừng tháng sau anh em mở ống nước ra được rồi. Cái này dán lắc nha. Dạ chiều cao dài nó là 18. Cái thân nó là cỡ, cái thân nó cũng gần ăn gần hết ống nước luôn anh em ơi. Cái thân nó chừng đó. Và mã số 39 Zalo anh em cũng 300. Cái này cặp đi con. Tiếp tục là mã số 40. Cái này mấy cây xăm trái này mình đã nuôi ở ngoài ha, cây nó già, nhánh nó già rồi. Cái này anh em về đã vô dây được đó. Cái này mình bán cặp cho anh em luôn. Cái thân thì bự hơn ngón tay cái mình ha. Đó nè, mấy cái này nó bự hơn ngón tay cái mình đó anh em ơi. Về cái này anh em vô dây được đó. Cái này mình mã số 40 Zalo cho anh em mình cũng 300.
mấy cái còn ấy ấy thì mình này mình giao lưu gã cho anh chị em về nặng mình tập chơi á. Và tiếp tục là mã số 41, cũng là hai phôi xanh trái luôn. Cái cây này nè anh chị em nè, đó anh về chuẩn bị là nó ra bông hết, ra trái ha, nó đi già lắm rồi anh em ơi. Cái thân này bự hơn ngón tay cái mình đó, đó cũng đồng giá 300 ha. Tiếp tục là mã số 42, cũng là phôi xanh trái ha. Dạ, chiều đổ là 23. Cái này nó ăn cũng hết ống nước luôn anh em. Cũng cái này là mã số 42, giao lưu anh chị em này 250 ngàn ha. Tiếp tục là mã số 43, cũng là phôi xanh trái. Cái nào mà cây nó hơi nhỏ thì giá mình hơi bớt xuống một chút. Dạ chiều ca chiều cái thân này là chính nha. Dạ giao lưu anh em cũng là 250 ngàn. Nếu anh em mà có chốt một cặp á thì mình giảm cho anh em được 50 ngàn ha. Tiếp tục là mã số 44, cũng là phôi xăm trái ha. Chiều đổ là 24. Cái này ăn hết mặt bầu luôn anh em ơi. Dạ mã số 44 giao lưu anh em cũng 300. Tiếp tục là mã số 45, cũng là phôi xăm trái dáng đổ đẹp ha. Cái này mình cắt trừ hao dài cho anh em về về cắt lại đó. Dạ chiều cao là 32, cái này cũng ăn hết mặt bầu ha. Và mã số 45 giao lưu cũng 300. Tiếp tục là mã số 46, cũng là phôi xăm trái dáng đổ. Chiều đổ là 22. Cái ống này cũng ăn gần hết mặt bầu luôn anh em ơi. Dạ là mã số 46 giao lưu cũng được 300. Tiếp tục là mã số 47, cũng là phôi xăm trái dáng đổ. Và chiều đổ là 24. Cái này cũng ăn hết mặt bầu luôn anh em. Mình đo không được nè, mình chỉ đo hảo hảo ống nước thôi. Ống nước là 19 đó. Dạ cũng giá là 300. Tiếp tục là mã số 48, cũng là phôi xăm trái luôn. Chiều đổ là 25. Cái ống này thì 13. Mã số 48 giao lưu cũng 300. Tiếp tục là mã số 49, cũng là phôi xanh trái luôn. Những cái ống nước này, những phôi xanh trái trong ống nước này anh em có chốt hàng về mình để khoảng cỡ 3 tháng sau mình hát cắt ống ha. Chiều đổ là 27. Cây này nó cũng ăn hết ống nước luôn rồi. Mã số 49 giao lưu cũng là 300. Rồi tiếp tục là mã số 50, cũng là mã số cuối cùng là phôi xăm trái dáng đổ đẹp. Và chiều đổ là 29. Nè nó ăn hết ống nước luôn anh em ơi, cũng là 19 á. Là mã số 50 cũng giao lưu anh em cũng là 300, cũng là mã số cuối cùng. Dạ cuối clip xin chúc cho anh em đầu tuần được gặp nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài ạ. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long ha. Vừa qua cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ nhiệt tình, và hẹn clip sau sẽ gặp lại. Chào anh chị em.